Chương 106 Quraysh, bộ tộc Quraysh. Nhân danh Allah đấng độ lượng, đấng khoan dung. Để bảo vệ bộ tộc Quraysh được yên bình, ta Allah đã làm bằng an cho họ trong chuyến đi vào mùa đông và chuyến đi vào mùa hè. Vì vậy, họ phải thờ phượng Thượng Đế của ngôi đền thiên này. Đấng đã cho họ ăn khi họ đói và ban cho họ sự bình yên, khỏi điều sợ hãi.